Hôm nay Trang sẽ flex về chiếc máy ép chậm, máy nhỏ, ép to. Không chỉ ép nguyên trái, không cần cắt nhỏ, mà còn làm kem trái cây thơm ngon, mát lạnh đến từ nhà Sunhouse nhé. Hello cả nhà, dạo gần đây Sunhouse cho ra dòng máy ép chậm mới này đang hot quá trời, nên mình đã dinh về nè. Đầu tiên là mình thấy các bộ phận đều dễ dàng tháo rời cũng như lắp ghép đơn giản cả nhà. Ten ten, và đây là chân dung của em ý nè. Sunhouse lần này tâm lý ra phết vì thiết kế sản phẩm xinh xắn, màu sắc trang nhã, gọn đẹp, để decor ở không gian bếp thì phải nói là rất xinh luôn. Đáng chú ý hơn cả chính là em này có lưỡi cắt hoa quả cải tiến cùng ống tiếp nhiên liệu cực đại nên giúp tối giản việc sơ chế. Bởi vậy mà khi mình muốn ép bất cứ một loại trái cây nào ấy, dù to hay nhỏ, dài hay ngắn thì mình chỉ cần cho hết vào chiếc máy ép này thôi, em nó sẽ cân tất và thành quả thu được là phần nước ép thơm ngon, phần bã thì kiệt nước nên phần nước ép cũng nhiều hơn nữa. Ngày trước mỗi khi ép hoa quả thì mình lười phải cắt nhỏ cũng như là lười không vệ sinh, nhưng mà với chiếc máy ép chậm này thì mọi người có nhìn thấy không, ép nguyên quả dứa, nguyên quả táo luôn nè, và các loại rau củ ví dụ như là cần tây cũng không phải là đối thủ của em ý. Quá là đơn giản luôn đúng không nào? Một điểm cộng cho em ý nữa đấy chính là còn có tích hợp lứa làm kem chuyên biệt, nên bạn nào mà mê ăn kem trái cây tươi thì thử món kem này đi nha. Ở đây Trang làm là kem bơ đấy, Trang thường cắt miếng rồi cấp đông, sau đó là cho vào máy ép chậm này. Đây này mọi người nhìn thấy không? Thành quả là kem mịn và ngon lắm á. Sáng em này về cái là tự nhiên chăm chỉ uống nước ép và cũng có động lực để uống nước ép hẳn mọi người ơi. Vừa xinh xắn, đa di năng, giá cả còn hợp lý nữa, xứng đáng để sắm một em đúng không nào?